Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Tin sáng. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân thành phố xin phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trường học thông minh trên địa bàn quận 1 và quận 12, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong và trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa. Theo đó, mục tiêu cụ thể của dự án là đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và phương thức thi, kiểm tra, đánh giá, dạy học phân hóa theo năng lực nhận thức của học sinh trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông, xây dựng môi trường học tập trực tuyến, học mọi lúc, mọi nơi. Nội dung đầu tư của dự án gồm có phòng học tiên tiến thông minh, phòng tin học, ngoại ngữ, thi trắc nghiệm, phòng thư viện thông minh, phòng học theo phương pháp STEM, phòng họp và môi trường đào tạo trực tuyến. Hệ thống phần mềm đồng bộ phục vụ công tác vận hành, giảng dạy và học tập. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 đến 2020. Không chỉ là dịp Tết này mà cả năm 2018 sẽ tập trung kiểm soát các loại phụ gia thực phẩm, đặc biệt là ớt bột. Đây là khẳng định của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong nông nghiệp diễn ra vào chiều 6 tháng 2. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, nếu như năm 2017 việc chấn chỉnh tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đã có chuyển biến hiệu quả, thì năm 2018 sẽ phải tập trung kiểm soát các loại phụ gia thực phẩm. Đây là nhóm có nguy cơ cao mất an toàn thực phẩm. Đến nay, Thanh tra Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã lấy 126 mẫu ớt bột tại các chợ trên địa bàn 6 tỉnh phía Nam để phân tích truy tìm chất gây ung thư aflatoxin. Cụ thể, 126 mẫu ớt bột được lấy tại các khu chợ ở 6 tỉnh phía Nam, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và Bà Rịa, Vũng Tàu. Tôi vẫn sợ nhất phụ gia. Thứ nhất là cái phụ gia thì bây giờ là gần như là nó, cái mặt hàng nó rất nhiều, mà mỗi thứ mỗi tí. Mà bán thì là nhỏ lẻ, bảo quản không tốt nó sẽ gây nấm mốc, như cái câu chuyện ớt khô, ớt bột khô. Đúng không? Thế thì tôi cũng sẽ bàn lại với chỗ bên Cục Quản lý Chất lượng là bây giờ là năm 2018 chúng ta phải giám sát cái việc này và để cảnh báo và làm căn cứ để cho chúng ta thanh tra kiểm tra và chúng ta xử lý. Ngay cả ớt bột khô chúng ta lúc đầu chúng ta có biết là có cái chất đây đâu, aflatoxin thôi. Thế nhưng mà qua giám sát bây giờ chúng ta biết, thì tôi nghĩ là biết như thế thì Bộ, Thanh tra Bộ sẽ vào cuộc, cả giới địa phương cũng sẽ vào cuộc, thì tôi nghĩ là tương đối ổn. Nhưng ngoài cái ớt đấy là cái gì nữa? Thì đấy là một cái câu chuyện chúng ta phải tìm. Trước đó, tháng 12, 2017, Viện Pasteur TP.HCM đã có công bố kết quả xét nghiệm 48 mẫu ớt khô lấy tại các chợ ở 5 tỉnh TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và Bà Rịa, Vũng Tàu, thì 100% mẫu ớt đều có chất aflatoxin. Trong đó, nhiều mẫu tỷ lệ aflatoxin vượt ngưỡng cho phép và chất này có thể gây bệnh ung thư gan. Cũng trong ngày 6 tháng 2, thì những chuyến xe đầu tiên của chương trình Chuyến xe mùa xuân do Thành đoàn TP.HCM tổ chức đã bắt đầu lăn bánh, được các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, sum họp cùng gia đình. Năm nay thì có tới 3.000 tấm vé nghĩa tình được trao tặng cho các bạn sinh viên nghèo, sinh viên ở vùng quê bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ, đang theo học tại các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quê ở Phú Yên, một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong những trận bão lũ vừa qua. Tuyết Trinh, sinh viên Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh là một trong số 3.000 sinh viên nhận vé xe của chương trình Chuyến xe mùa xuân để về quê ăn Tết và sum họp với gia đình. Những tấm vé nghĩa tình đang mang cái Tết đến gần hơn với các bạn sinh viên nghèo xa quê. Em cảm thấy là cái Tết này tự nhiên là mình cảm thấy là mình đoàn tụ trên gia đình thì mình cảm thấy ấm áp và mình tiếp thêm động lực để cố gắng tiếp tục phấn đấu học tập lên nữa. Chuyến xe mùa xuân xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Trung, từ Ninh Thuận đến Thanh Hóa. Năm nay, chương trình đặc biệt chú trọng hỗ trợ cho các bạn sinh viên đến từ các địa phương chịu thiệt hại nặng nề sau những đợt bão lũ vừa qua như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Là quê em ở Quảng Nam thì cơn bão vừa qua thì cũng ảnh hưởng đến một phần nào đến kinh tế gia đình của em. Việc vấn đề mua vé xe đi lại của anh em cũng là khó khăn. Khi mình nhận được tấm vé thì em cảm thấy rất là vui mừng. Bởi vì với hoàn cảnh gia đình khó khăn như mình á, thì không có cái nhu cầu để đi về. Gia đình em thuộc hộ cận nghèo chị, bị ảnh hưởng trong cơn bão. Tấm vé này thì nó hỗ trợ, thứ nhất là về tiền bạc thì đỡ một khoản chi phí để mà hỗ trợ em về. Thứ hai là nó có hỗ trợ tinh thần em khi em về tới nhà.
Ngoài 3.000 tấm vé nghĩa tình, chương trình Chuyến xe mùa xuân cũng dành tặng 2.000 phần quà cho các bạn sinh viên xa quê có hoàn cảnh khó khăn, mong muốn được ở lại thành phố để tìm việc làm thêm, để trang trải kinh phí học tập sinh hoạt. Dịp Tết năm nay, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giới thiệu 8.000 việc làm thêm cho các bạn trẻ. Ngoài 3.000 vé xe đón Tết trong cái buổi sáng ngày hôm nay, các bạn sinh viên được về với gia đình, thì chúng tôi cũng dành ra 2.000 phần quà cho những bạn sinh viên không có điều kiện về quê và các bạn sinh viên cũng muốn ở lại Thành phố Hồ Chí Minh để tìm kiếm một cái công việc để trang trải học phí. Tết là ngày của gia đình sum họp đoàn viên. Những chiếc xe nghĩa tình đang giúp đem mùa xuân, đem hương vị Tết đến với những sinh viên xa quê có hoàn cảnh khó khăn. Để Tết này các bạn sinh viên được vui bên gia đình, tiếp thêm nguồn lực tinh thần trước khi bước vào một hành trình dài của một năm học tập sinh hoạt xa nhà. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, trong 4 ngày, từ mùng 2 đến mùng 5 tháng 2, tại Lào Cai có 145 con gia súc bị chết rét. Trong đó thì Sapa chịu thiệt hại nặng nhất với 128 con, thiệt hại ước tính trên 2,4 tỷ đồng, nâng tổng số thiệt hại từ đầu vụ đông đến nay lên gần 10 tỷ đồng. Từ ngày 2 tháng 2 đến nay, thì tỉnh Lào Cai tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, gây mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm, rét hại. Thị trấn Sapa nhiệt độ dao động từ âm 1 độ C đến 1 độ C, Bắc Hà từ 4 đến 6,5 độ C, một số nơi khác từ 6 đến 8 độ C. Số gia súc bị chết rét trên địa bàn Lào Cai từ đầu năm 2018 đến nay là 544 con với tổng giá trị thiệt hại trên 8,4 tỷ đồng. Như vậy, tính từ đầu vụ đông đến nay, Lào Cai có 641 con gia súc bị chết rét với tổng giá trị thiệt hại trên 9,8 tỷ đồng. Mặc dù người chăn nuôi ở các địa phương đã chủ động các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc theo chỉ đạo, hướng dẫn của ngành chức năng và chính quyền địa phương, tuy nhiên do thời tiết giá lạnh kéo dài, nền nhiệt hạ thấp nên gia súc bị chết là khó tránh khỏi. Hiện người chăn nuôi trong tỉnh Lào Cai vẫn đang tích cực áp dụng các biện pháp phòng chống rét cho gia súc, trong đó nuôi nhốt khi nhiệt độ xuống thấp, bổ sung muối và thức ăn tinh như ngô, cám gạo, căng bạt che chắn gió, đốt lửa sưởi ấm cho gia súc, v.v. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi sát diễn biến thời tiết, khí hậu để kịp thời thông tin, cảnh báo và hướng dẫn các địa phương các biện pháp kỹ thuật phòng chống rét cho cây trồng và đàn vật nuôi. Thưa quý vị, niềm hy vọng dường như đã trở lại với những nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam sau phiên tăng điểm ấn tượng của thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về sự thay đổi đáng mừng này, ngày hôm nay chúng tôi xin mời tới trường quay ông Phan Nguyễn Hữu Phương, trưởng phòng môi giới công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình. Và thưa ông, thì chúng ta đã thấy là sau hai phiên giảm điểm sâu gây ra những xáo trộn cũng có thể nói là đáng kể cho thị trường chứng khoán Việt Nam, thì trong phiên giao dịch ngày hôm qua thì sắc xanh đã trở lại, và trở lại đáng mừng hơn nữa là trên diện rộng. Vậy thì ông đánh giá thế nào về phiên tăng điểm vào đúng thời điểm này? Tôi cho rằng cái việc mà thị trường hồi phục trở lại trong phiên giao dịch ngày hôm qua thì nó rất là quan trọng, tại vì tâm lý của nhà đầu tư đã trở nên ổn định hơn sau hai cái phiên giảm mạnh trước đấy. Và chính cái việc mà tâm lý nhà đầu tư không ổn định, nó đã một trong những các nguyên nhân chính nó gây ra cái sự hoảng loạn trong hai phiên trước đó. Và cái việc mà giúp cho nhà đầu tư bình tâm trở lại trong giai đoạn này, tôi nghĩ là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Tại vì tất cả các yếu tố liên quan tới kinh tế vĩ mô hoặc là các yếu tố liên quan tới lợi nhuận doanh nghiệp thì tới thời điểm hiện tại không có nhiều thay đổi so với các tuần trước đấy. Chủ yếu là do tâm lý nhà đầu tư chúng ta có một chút hoảng loạn. Tôi thì tôi cũng rất là đồng ý với anh về cái nhận định đó. Bởi vì đúng là về mặt vĩ mô hoặc là các cái chính sách điều hành kinh tế của chính phủ thì hoàn toàn không có một cái yếu tố nào tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán, ngoài cái việc như chúng ta đã thống nhất với nhau rằng là sau một cái thời gian tăng là khá nóng thì thị trường cần phải có sự điều chỉnh nhất định. Và tôi cũng rất là đồng tình rằng là tâm lý nhà đầu tư đã bị ảnh hưởng ít nhiều bởi các cái sự đảo chiều của chứng khoán Mỹ hay là chứng khoán châu Á. Nhưng mà rõ ràng rằng là nếu như tâm lý nhà đầu tư vững vàng hơn thì thậm chí là trong những cái phiên điều chỉnh và giảm điểm vừa rồi của VN Index, thậm chí là họ còn có thể được lời nữa. Chúng ta hãy nói một chút về những cái người cho tạm gọi là dũng cảm trong hai phiên giảm điểm vừa rồi. Họ đã không bị hoảng loạn và họ thậm chí là họ đã bắt đáy. Theo anh thì những cái người đã kịp bắt đáy trong hai phiên vừa rồi thì bây giờ đã là lúc mà họ có thể hưởng lợi từ cái quyết định dũng cảm của mình trong hai phiên giao dịch vừa rồi hay không? Thật ra thì nếu mà nói những cái nhà đầu tư nào mà đã bắt đáy trong giai đoạn một hai phiên giảm mạnh vừa qua thì
thật ra cũng khó nói, tại vì tôi cho rằng đặc biệt là cái phiên giảm thời điểm có thời điểm giảm hơn 60 điểm, hơn gần 6% của phiên giao dịch ngày hôm kia. Thì tôi cho rằng những cái nhà đầu tư mà dám mua vào thời điểm đó đa phần là các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Chứ nhà đầu tư mới thì đa phần là sẽ không dám, tại vì và chính vì cái sự hỗ trợ của nhà đầu tư chuyên nghiệp và một phần nào đấy là một số cái cổ phiếu thì thấy có sự hỗ trợ của chính bản thân doanh nghiệp hoặc là các nhà tạo lập thị trường, thì rõ ràng là cái tâm lý nhà đầu tư nó mới ổn định được trở lại. Thì tôi cho rằng cái việc mà sẽ có sự tham gia của nhà đầu tư chuyên nghiệp trong những phiên vừa qua thì giúp cho thị trường bắt, thứ nhất là nhà đầu tư chuyên nghiệp, thứ hai là những nhà đầu tư mà có view nó tương đối dài hơi hơn là nhà, các nhà đầu tư lướt sóng, họ có nhiều kinh nghiệm hơn thì họ chấp nhận mua và nắm giữ những cái cổ phiếu tốt mà họ kỳ vọng là năm 2018 họ có lợi nhuận, thì họ sẽ không có nhìn quá ngắn vào việc là mua hôm nay hoặc là một tuần tới hoặc là sau Tết sẽ như thế nào, thì họ có view là hết quý 1 hoặc là hết 6 tháng đầu năm 2018 thì kết quả kinh doanh của doanh nghiệp họ sẽ phản ánh vào. Thì nếu tính ra thì cái mức giá của giá của nhiều cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày hôm kia nó rất là tốt để cho cái mục đích mua và nắm giữ. Thì tôi cho rằng cái việc mà những nhà đầu tư mua và nắm giữ nhiều thì nó sẽ góp phần giúp cho thị trường bình ổn trở lại hơn là có quá nhiều nhà đầu tư sử dụng tiền nóng mà tiếp tục lướt sóng như cái đoạn mà đầu năm 2018. Thì những nhà đầu tư đấy thì họ cảm thấy là kiếm lời quá nhanh và nó sẽ gây ra cái sự nóng cho thị trường trong một thời gian nhất định. Có vẻ như là cái số lượng của những cái nhà đầu tư lướt sóng trong cái thời gian vừa rồi cũng là khá là nhiều và họ cũng đã tác động tương đối đến thị trường. Tất nhiên là theo cá nhân tôi thì tôi đánh giá là cái việc bán tháo trong cái phiên giao dịch ngày thứ hai hoặc là sang một phần phiên giao dịch ngày thứ ba cũng là một phần là do cái thời điểm cận Tết nữa. Và cái thứ hai là những nhà đầu tư, ta tạm gọi là nhà đầu tư mới hay là nhà đầu tư lướt sóng, thì họ đã không đủ kiên nhẫn khi mà thị trường đang quay đầu giảm điểm. Và cũng rất là may là những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp và cũng nhà đầu tư dài hơi, người ta đã có kinh nghiệm hơn và đã có những cái động thái để giúp cho thị trường trở lại cái đà tăng sau cái phiên điều chỉnh hết sức là cần thiết trong thời điểm vừa rồi. Vậy thì với tư cách là một chuyên gia, thì trong thời điểm này thì anh có lời khuyên gì với các nhà đầu tư nói chung? Đứng trên góc độ của VNREX, chúng tôi cho rằng cái việc mà thực ra thì cái đoạn tăng của đầu năm 2018 nó tăng khá là nhanh. Đầu năm chúng ta là 984 điểm và chúng ta đã tăng có một cái tháng 1 rất ấn tượng, chúng ta tăng trưởng 15%. Và phần lớn các nhà đầu tư tham gia vào thị trường đều có một cái mức lợi nhuận rất là tốt. Do đó, và cái đóng góp vào cái mức độ tăng nhanh này là cái sự đóng góp rất là lớn của nhà đầu tư nước ngoài. Cái mức độ mua ròng của tháng 1 vừa qua nó lên tới 8.900 tỷ, là gần như là bằng 3-4 tháng của năm 2017 cộng lại thì mới được con số đấy, nên nó tạo ra mức tăng rất ấn tượng. Và trong những cái phiên cuối tháng 1 đầu tháng 2 thì các nhà đầu tư họ nước ngoài họ ngưng cái mức độ mua ròng nhiều như thế lại, họ vẫn mua ròng nhưng mà cái mức độ nó chọn lọc hơn và nó không còn mua nhiều như vậy nữa. Thì cái đó một yếu tố hỗ trợ đã mất đi khiến cho thị trường bắt đầu có một sự chững lại. Bên cạnh đó thì như nãy giờ chúng ta đã trao đổi là thị trường Mỹ sụt giảm kéo theo thị trường châu Á sụt giảm và Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Thì giờ tôi cho rằng cái giai đoạn mà tăng nóng và tăng dễ dàng như cái tháng 1 vừa qua nó sẽ không còn nữa, chứ ít là trong vài tháng tới. Và cái việc tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường nó sẽ trở nên khó khăn hơn một chút. Tuy vậy năm 2018 vẫn là một năm tăng trưởng của kinh tế Việt Nam và tôi cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn là một thị trường tốt để đầu tư. Do đó chúng ta có thể chọn lọc các cái cơ hội và cái việc chọn cổ phiếu lúc này trở nên quan trọng hơn, chứ không phải là mua cái con nào cũng thắng cả, mua mã nào cũng sẽ giành được lợi nhuận. Thì cái đó việc chúng ta chọn được những mã đang có mức định giá thấp và có tăng trưởng tốt trong năm 2018, một số ngành như là tài chính ngân hàng và một số mã bất động sản, một số mã thuộc blue chip thì vẫn có mức tăng trưởng dự kiến là khoảng 20-30% một năm trong năm 2018. Và tôi cho rằng những cái phiên hoảng loạn như cách đây hai phiên thì là cái thời điểm rất là tốt để mua vào những cổ phiếu như thế. Và tôi cho rằng các nhà đầu tư thì cũng không nên mua đuổi, tại vì như là phiên ngày hôm qua chúng ta thấy là thị trường nó bắt đầu tăng mạnh trở lại thì các nhà đầu tư mới thì họ có xu thế là họ muốn mua giá cao, thì chúng ta cũng không nhất thiết cũng phải tranh mua giá cao trong những phiên như thế, mà thị trường thì sẽ bình ổn lại thôi. Thị trường sẽ cần một thời gian tích lũy và cái cổ phiếu nào mà nó có căng tăng trưởng thì nó sẽ tiếp tục đi lên. Rất là cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình. Và thưa quý vị, chúng tôi hy vọng rằng những thông tin có được trong cuộc trao đổi vừa rồi sẽ phần nào giúp ích cho quý vị trong việc đưa ra những quyết định đúng đắn trong các phiên giao dịch tiếp theo.
khi đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam vốn có rất nhiều tiềm năng trong thời gian tới cũng như là trong cả năm 2018. Và cuộc trao đổi này cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.